uống bia kiểu này này, bên Việt Nam trong nhà quê nè, uống mà uống chai nè, uống bỏ ly. Mà mình là bỏ đá, bỏ ly. À, nó kỳ ha. Đó là uống thật phong tục quen rồi. Ngon quá, ngon quá. Cái này nè, cái này ngon nè. À. Cái này kêu là gì? Smash nè, nó phải smash. Cái này kêu là potato salad. Salad. Ừ, potato salad. Salad. Ừ. Thì là potato rồi nó mash với lại trứng á. Trứng với lại dầu. Mayonnaise. Mayonnaise. Cái mayonnaise Việt Nam mình á. Sốt mayonnaise. Cũng có tay á, thường hơi lâu á. Đứng chờ đó, order bên Pháp nó gửi về. Ngon. Cái hồi xưa là cái món thịt này á mình ít ăn lắm, Việt Nam mình ăn tết không à, cái là khóc lết nhưng mà cái hũ mà từ ngày từ đại hàng qua đi nhiều á, cái thịt này sườn bò đó, sườn bò á, sườn bò thì hầu như được kêu ăn nó bây giờ tiệm là hàng vô. Ủa nhưng mà ở Việt Nam có không hậu? Có. Mấy cái loại có hả? Có. Là cao cấp hả hay sao? Thì như y vậy luôn. Nhưng mà về tới đó thì cũng hơi cái đáp nó hơi cận quá, lâu quá. Thì hãy nói là tức là cao cấp mới ăn thôi chứ. Đúng rồi. Cái này mắc hơn thịt bò thường á. Trời ơi, nhập khẩu mà đồ nhập khẩu mắc nè. Mấy anh này anh chơi quá nhá. Ngon quá. Anh xong rồi cho làm mỗi người một tờ kiểm điểm nhé. Đúng ra mà bữa nay mà có nướng đây ăn khang là người nướng nhiều nhất. Đúng. Tại vì nướng thép quá nó sẽ bị khô vậy. Mà nói thiệt mới nướng lần đầu. Ủa hay thiệt. Nhưng mà mùa hè thì mình chơi được mấy ngày ở đây. Muốn chơi này là chị muốn chơi như lâu gì không bạn bè. Tới chiều usually là weekend thôi. Giờ uống trước thì tới chiều mình tới chơi được rồi. Ngày thường ai cũng đi làm. Có weekend mới gặp nhau được thôi. Ừ. Bên đây là chủ yếu là làm trước rồi mới chơi sau. Ủa hậu uống như vậy? Đây. Uống gì? Bia, chút bia. Trời, không đá. Không nghe nói qua hậu uống gì. Nó nói ủa, à đi. Làm trước. Đây là. Ăn đi anh hả? Cực ngon đấy. Bánh mì ngon quá.